Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Sau khi khiến Paris Saint-Germain bị loại ngay từ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhiều khả năng sẽ sớm bị sa thải. PSG đã ngay lập tức liên hệ với Zidane. Báo chí châu Âu đưa tin rất có thể PSG sẽ bổ nhiệm chiến lược gia người Pháp sau hai lượt trận vòng 1/8 Champions League kết thúc. Với việc gần như chắc chắn đã có được Zidane, Paris Saint-Germain cũng đang nhắm tới những thương vụ chất lượng nhằm thay thế Mbappe, cầu thủ được cho là đã đồng ý gia nhập Real Madrid. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xác định người phù hợp để thay thế Mbappe vào mùa hè năm nay chính là Cristiano Ronaldo, cầu thủ được cho là muốn rời MU chỉ sau 6 tháng gia nhập đội bóng này. Việc PSG chiêu mộ Ronaldo không chỉ mang về cho họ một cầu thủ tấn công siêu hạng trên hàng công mà còn có tác động rất lớn về thương mại. Việc thấy Ronaldo và Messi thi đấu bên cạnh nhau là mơ ước của rất nhiều cổ động viên và Paris Saint-Germain có thể là đội khiến ước mơ này trở thành hiện thực. Tờ El Nacional cho hay, nếu MU không thể có vé dự Champions League mùa tới, Ronaldo sẽ ra đi và PSG chỉ cần chi 25 triệu euro cho thương vụ này. Mức lương của Ronaldo được cho là cũng không quá lớn, đủ để PSG tiếp tục có thêm những sự bổ sung ở các vị trí khác. Theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Thomas Tuchel mong muốn ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ trung vệ Eder Militao của Real Madrid nhằm thế chỗ cho Antonio Rudiger. Rudiger chỉ còn giao kèo với Chelsea đến cuối mùa giải 2021-2022 và đôi bên vẫn gặp bế tắc ở việc gia hạn khi trung vệ người Đức muốn nhận mức lương xứng đáng với những đóng góp của anh cho câu lạc bộ. Trước viễn cảnh này, huấn luyện viên Tuchel muốn ban lãnh đạo Chelsea chi tiền chiêu mộ trung vệ Militao của Real. Ngôi sao người Brazil hiện vẫn còn hợp đồng với Los Blancos đến năm 2025, nhưng lại là một trong những cầu thủ nhận lương thấp nhất đội bóng với 3 triệu euro một mùa. Militao gia nhập Real từ Porto năm 2019. Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn, trung vệ 24 tuổi hiện là trụ cột ở trung tâm hàng thủ bên cạnh David Alaba. Theo tờ AS, Chelsea có thể thuyết phục được Real nhả Militao nếu đại diện La Liga sở hữu Rudiger theo chiều ngược lại. Ở mùa hè năm 2021, Chelsea đã nhắm mua trung vệ Jules Calder, song không thành công bởi phía Sevilla hét giá quá cao. Gần đây, Chelsea đã gia hạn hợp đồng với trung vệ lão tướng Thiago Silva đến cuối mùa giải 2022-2023. Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 Tết. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 17 độ, độ ẩm 65-97%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 17 độ, độ ẩm 68-97%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 68-97%. Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 70-96%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 75-98%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn trời nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 72-98%. Khu vực thành phố Thanh Hóa trời nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 72-98%. Khu vực thành phố Sầm Sơn trời nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 12 đến 16 độ, độ ẩm 75-98%. Khu vực thị xã Nghi Sơn trời nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 11 đến 16 độ, độ ẩm 75-98%. Vùng biển Thanh Hóa trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao nhất từ 1,2 đến 2 m. 24 giờ tới trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2 cấp 3, ngoài khơi cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, trời rét, rét đậm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Tháng 1 năm 2022, trò chơi truyền hình quen thuộc dành cho lứa tuổi trung học phổ thông, Âm Vang Xứ Thanh sẽ chính thức quay trở